Đoàn thanh niên phường Bình Thủy, quận Bình Thủy cũng vừa phối hợp với đoàn cơ sở phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố Cần Thơ, tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tặng 12 phần quà cho hộ nghèo phường Bình Thủy. Tại các nơi đến, đại diện hai đơn vị đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với các gia đình, trao tặng mỗi gia đình một phần quà gồm 10 ký gạo và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn đối với các gia đình hộ nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.